rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Câu chuyện về cô giáo bị tật song đã luôn lạc quan và nhiệt huyết với nghề, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh sẽ được truyền tải trong phần cuối chương trình hôm nay. Cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình và bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên sẽ mang lại những thông tin xoay quanh bệnh sỏi thận. Mở đầu chương trình là sổ tay học với hướng dẫn bài tập rút vòng ba săn chắc và thời điểm hợp lý để cắt amidan. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Viêm amidan là bệnh thường gặp trong các bệnh lý tai mũi họng ở trẻ em. Người trưởng thành cũng mắc nhưng ít hơn. Đặc biệt, bệnh thường tái đi tái lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian học tập của trẻ. Tuy là một bệnh lành tính nhưng nếu không được chữa trị kịp thời và dứt điểm sẽ dẫn tới nguy cơ bị viêm nhiễm toàn bộ vùng họng, ung thư amidan, ngưng thở khi ngủ, viêm màng tim, viêm khớp, viêm mũi xoang. Vậy viêm amidan có nên cắt không? Để có lời giải đáp cho lời thắc mắc này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Quốc Việt, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Amidan hay gọi là amidan khẩu cái, nó nằm ở tổ chức van Leyer ở vùng họng miệng. Thì amidan khẩu cái thì là một tổ chức tận tân lớn nhất của cơ thể ở vùng hầu họng, và nó có tác dụng là cơ quan miễn dịch và là hàng rào để bảo vệ những tác nhân gây bệnh cho cơ thể như là vi khuẩn, virus hoặc một số tác nhân khác. Vì cái tỷ lệ gặp viêm amidan mãn tính thì gặp rất nhiều ở Việt Nam, nó chiếm tỷ lệ khoảng 10% dân số của Việt Nam, và nó là bệnh gặp nhiều nhất của vùng tai mũi họng. Có rất nhiều quan điểm về phẫu thuật cắt amidan, nhưng để có một số cái chung nhất thì ở Việt Nam thì đa số các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên cắt amidan khi thứ nhất là cái bệnh viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần trong một năm và dùng điều trị nội khoa không đỡ trong 5 đến 7 lần trong một năm, có thể là 3 lần trong một năm và kéo dài trong 2 năm liên tiếp thì có chỉ định phẫu thuật cắt amidan. Thứ hai là những cái amidan quá phát và có ảnh hưởng chức năng nói, nuốt và thở. Đặc biệt là những trường hợp mà có cháu bé hoặc người lớn có những cơn ngừng thở khi ngủ, thì đó chỉ định bắt buộc phải phẫu thuật để cắt amidan. Bởi khi đó thì bệnh nhân sẽ thiếu oxy, trường diễn có thể gây nên một số các bệnh khác, bệnh mãn tính khác. Thứ hai nữa là những cái viêm amidan có biến chứng tại chỗ như là áp xe quanh amidan hoặc là viêm đấy quanh amidan, thì các cái này cũng là một trong những cái mà chúng ta phải phẫu thuật để tránh những cái biến chứng áp xe dò vào trong trung thất, có thể nhiễm khuẩn huyết. Thứ hai nữa là những cái biến chứng lân cận như là viêm mũi xoang, viêm tay kéo dài liên tục hoặc là viêm thanh quản, viêm phế quản phổi. Thì một cái biến chứng xa nữa đó là cái biến chứng về tim như là thấp tim, thấp khớp. Ngoài ra thì có một số cái chỉ định nữa, đấy là một cái chỉ định về cái viêm amidan do cái vi khuẩn vi nông, vì nó gây nên hôi miệng, thì bệnh nhân cái hôi miệng suốt bắt buộc phải phẫu thuật điều trị cái hôi miệng cho bệnh nhân. Còn một cái chỉ định nữa đấy là những các cái khối u vùng amidan, đặc biệt là cái khối u mà bắt buộc cắt amidan để có thể chẩn đoán xác định hoặc điều trị. Đấy là một số cái chỉ định để phẫu thuật cắt amidan hiện tại bây giờ là Việt Nam cũng như là khoa chúng tôi đang thực hiện. Để phòng tránh cái amidan thì là cái làm thường xuyên. Thứ nhất là phải sống ở cái môi trường sạch sẽ, không quá ẩm, không ô nhiễm về khói thuốc, hóa chất, bụi bẩn. Thứ hai nữa đấy là tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân. Đấy là bằng cái chế độ ăn giàu chất vitamin, vệ sinh răng miệng, su họng thường xuyên bằng dung dịch kiềm, bằng nước muối sinh lý, cho các cháu tiêm chủng mở rộng theo đúng như là tiêm chủng mở rộng thì Việt Nam hiện tại đang thực hiện. Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng phù hợp thì việc thường xuyên tập luyện các bài tập thể dục thể thao vô cùng đơn giản, dễ thực hiện sẽ giúp chị em phụ nữ có một vòng ba săn chắc và gợi cảm. Trong mục sổ tay học ngày hôm nay, huấn luyện viên Trần Văn Trường, thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị bài tập giúp thon gọn vòng ba, nâng cao sức khỏe. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu 3 bài tập về nhóm cơ chân mông đùi. Bài đầu tiên, và bài này mình sẽ thực hiện trong vòng 3 hiệp. Mỗi hiệp thực hiện từ 10 đến 12 lần. Thì sau một hiệp thì mình sẽ nghỉ từ 40 đến 45 giây. Sau đó mình sẽ thực hiện động tác xuống hít lên thở.
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo là mình sẽ chuyển sang bài tập đùi trước với tạ đơn. Đầu tiên mình sẽ hướng thẳng của mũi chân trước. Đặt cái mũi bàn chân lên cái điểm bục đệm này. Tư thế thì mình sẽ mở vai thẳng lưng. Bài này mình sẽ thực hiện 10 lần. Giữ phần tạ song song với thân người. Bắt đầu vào bài tập. Chung gối. Hít sâu, lên thở ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 Với người muốn luyện tập thì mình sẽ thực hiện cái bước đầu tiên là bài tập về tay không trước. Sau đó mình sẽ thực hiện một tạ từ thấp lên cao. Bài thứ ba là bài tập đá đùi trước. Thì tư thế đầu tiên là mình tựa sát lưng vào đây và mình điều chỉnh cái biên độ. Lưu ý là những người mới tập mình sẽ tập cái mức tạ là nhẹ, tựa sát phần lưng vào ghế, mở vai thẳng lưng, phần tay mình sẽ bám vào điểm này. Bài này lưu ý là khi mình đá lên ấy, thì mình đá cái điểm chân là sẽ ngang phần hông của mình. Và nhịp thở thì khi mình đá lên mình sẽ thở ra, hạ xuống mình sẽ hít sâu. Lưu ý là khi hạ xuống thì mình sẽ không để chạm cái mức tạ này, vẫn để cách ra. Bài này mình sẽ thực hiện 12 lần, đá lên thở ra này, 1 hạ xuống hít sâu 2 3 4 5 6 7 8 Sỏi tiết liệu là một bệnh lý khá phổ biến, không ngoại trừ giới tính và thường xảy ra khi con người bước vào độ tuổi trung niên. Các nghiên cứu cho thấy ở nước ta có từ 2 đến 12% dân số mắc phải căn bệnh sỏi tiết liệu. Bệnh cần được phát hiện kịp thời để có hướng giải quyết tốt nhất, song ngay cả khi phổ biến thì không phải ai cũng có thể nắm bắt và lường trước được hậu quả. Vậy bệnh sỏi tiết liệu là bệnh gì? Nguy hiểm không và có cách chữa trị ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lệ, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên sau đây sẽ giúp quý vị trả lời những câu hỏi này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin thưa bác sĩ là sỏi tiết liệu hiện nay làm căn bệnh như thế nào và có nguyên nhân do đâu ạ? Sỏi tiết liệu người ta chỉ đó là sỏi ở trên đường bài xuất của hệ tiết niệu, gồm có sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bằng quang và sỏi niệu đạo. Trong đó là đa số những cái sỏi niệu quản đoạn thấp, sỏi niệu quản, sỏi bằng quang và sỏi niệu đạo là do trên thận nó rơi xuống. Những triệu chứng nào để cho biết là ta bị sỏi tiết liệu ạ? Cái triệu chứng của sỏi tiết niệu thì nó gây ra, thứ nhất là cái cơn đau quặn thận điển hình. Cơn đau quặn thận là hai thắt lưng và lan xuống dưới, lan lên trên. Người đau quặn thận đang là người bệnh lăn lộn. Thứ hai là có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là đi tiểu ra máu, đi tiểu bút, đi tiểu sắt. Thế và nặng hơn là có thể gây nhiễm khuẩn tiết niệu và những gây suy thận. Hiện nay thì những phương pháp nào có thể điều trị được dứt điểm căn bệnh sỏi tiết liệu hay không ạ? Hiện nay thì điều trị sỏi tiết niệu, sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bằng quang và sỏi niệu đạo thì với cái khoa kỹ thuật và cái trang bị cái vật tư y tế và cái hiểu biết về bệnh cũng như là cái kỹ năng của các thầy thuốc thì đa số là bằng cái biện pháp can thiệp tối thiểu. Tức là ngày xưa thì hay mổ mở, nên bây giờ thì đa số là can thiệp tối thiểu bằng nội soi. Thế hiện nay thì thí dụ như sỏi thận, sỏi bằng quang, sỏi niệu quản hay là sỏi niệu đạo ấy, với như là cái thống kê của chúng tôi thì thấy rằng đến hơn 90% là dùng nội soi tán sỏi bằng laser, rất an toàn và không ảnh hưởng đến chức năng của sỏi, khả năng hồi phục rất là nhanh. Thí dụ như mổ mở ngày xưa thì người bệnh là ngoài đau đớn, nguy cơ nhiễm trùng cao, nằm viện kéo dài mà thuốc men kháng sinh thì ảnh hưởng sức khỏe, nhưng mà riêng cái tán sỏi thận qua da này bình thường ấy chỉ được khoảng 3-5 ngày là ra viện được. Cái khả năng tái lại thì cái này nó phụ thuộc vào cái cơ thể người bệnh, cái quả thận ấy, cái giải phẫu người bệnh. Nhưng mà nếu mà làm sạch
và điều trị tốt thì khả năng tái phát thì cũng chúng tôi theo cái thống kê thì cũng rất là ít. Làm thế nào để có thể phòng tránh được căn bệnh này thưa bác sĩ? Thì thứ nhất là về cái chế độ ăn nhiều canxi hay là những chế độ ăn mà đào thải ít qua đường tiết niệu đấy. Thứ hai là uống ít nước quá. Cái thứ ba là một số những cái nghề đặc thù hay ngồi lâu, ít vận động, ít thể dục. Thế và một nguyên nhân nữa là bị viêm đường tiết niệu chẳng hạn. Thế mà chúng ta điều trị không nên lên số, không điều trị dứt điểm. Cái thứ ba nữa là một số những trường hợp mà chúng ta phải đi kiểm tra thường xuyên, có một số những cái cơ địa người bệnh có khả năng dễ tạo sỏi. Thế còn phòng cái đấy thì chỉ có cái là chúng ta phải vận động thể dục thể thao, uống nhiều nước và cái chế độ ăn lành mạnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vượt qua mặc cảm khuyết tật của bản thân để trở thành một cô giáo nhiệt huyết, tận tâm với nghề, được học trò khâm phục và yêu mến. Đó là cô giáo Mạc Thu Huệ, giáo viên trường Trung học cơ sở Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Một tấm gương nghị lực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò nhờ nhiệt huyết và tinh thần lạc quan của mình. Vừa nhận quyết định nghỉ hưu, sau 33 năm làm người trèo đò cần mẫn đưa bao thế hệ học trò chinh phục dòng sông tri thức, cô giáo Mạc Thu Huệ trở về vui với công việc nhà, bên cạnh người bạn đời tận tụy của mình. Mấy chục năm công tác ấy, cô Huệ đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò, đồng nghiệp và nghị lực vươn lên. Bởi cách đây 14 năm, cô đã gặp phải tai nạn kinh hoàng, tưởng chừng sẽ mất đi đôi chân. Song bằng nghị lực, bằng tình yêu với bục giảng, cô đã vượt lên để tiếp tục sự nghiệp ươm những mầm xanh. Khi cô bị tai nạn giao thông, đứng trước cái hoàn cảnh của gia đình lúc đấy cũng rất là nhiều vấn đề. Với tình trạng sức khỏe thực tế của cô, gia đình cũng khuyên ngăn là thôi hay là để nghỉ, lấy chế độ. Với cái quyết tâm của cô thì cô bảo bằng mọi cách cô phải đi dạy học tiếp. Thế gia đình cũng coi vừa là động viên, vừa là khắc phục, chạy chữa để cho cô làm sao nhanh chóng nhất được quay lại nhà trường. Đến khi coi cô quay lại nhà trường công tác, mọi cái khó khăn lại đổ dồn lên đầu cô ấy. Đi lại rất khó khăn, lại còn gánh thêm cái mặc cảm đi nó không bình thường. Đến bây giờ cô ấy đã hoàn thành công việc của một người giáo viên và đã được nghỉ hưu. Đối với gia đình chúng tôi là một niềm tự hào. Mình được nghỉ hưu từ đầu tháng 11, hơn 2 tuần qua thì có rất nhiều những nỗi niềm. Nhưng cái lớn nhất có lẽ là cái sự yêu thương, cái sự nhớ với đàn em thân yêu, nhớ đồng nghiệp suốt hơn chục năm qua. Thì cái chân của mình nó cũng không được như mọi người, thế nhưng mà được sự động viên của gia đình, của anh chị em trong nhà trường, thì đặc biệt học sinh lúc nào cũng quây quần, cho nên là giúp mình có một cái sức mạnh để vượt qua. Và tất cả thời gian đó thì mình luôn nghĩ là mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh giảng dạy bộ môn sinh học các tiết chính khóa, cô Huệ còn là một giáo viên chủ nhiệm tâm lý. Cô thường xuyên giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt và tư vấn, chia sẻ cả những tình huống cá nhân của học sinh. Chính vì thế mà cô được học trò hết sức yêu quý. Đối với em là cô Huệ là một cô giáo tuyệt vời. Cô đã để lại cho tụi em rất nhiều những cái kỷ niệm. Cũng có một số ngày giao mùa thì bọn em biết là chân của cô rất là đau, nhưng mà cô không có nói, cô vẫn luôn cười và vẫn tiếp tục bài giảng của mình. Vẫn luôn nói với bọn em là phải nỗ lực học tập, phải phấn đấu, không được phép chùn bước trước nhiều khó khăn. Cái đấy là bọn em cảm thấy cô có một cái nội lực thực sự rất là mạnh. Đi hết chặng đường làm thầy là biết bao kỷ niệm khó phai, biết bao nhiêu lưu luyến vơi đầy. Chính vì vậy mà dù đã nghỉ hưu, cô giáo Huệ vẫn cứ canh cánh trong lòng một tình yêu da diết với nghề. Tuy không còn dạy học, nhưng trong lòng cô vẫn luôn hướng về nơi ấy, cũng như học trò luôn hướng về cô, một cô giáo lạc quan, nhiệt huyết và đầy nghị lực. Tình cảm chân thành, quá yêu thương tụi con, đặt rất nhiều niềm tin vào chúng con. Câu chuyện về cô giáo Huệ đã kết thúc chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.